Sao Hoa tổng hợp 7 diễn viên Hoa ngữ bị tẩy chay vì sống trụy lạc. Thứ nhất, Diêu Thần. Mỹ nhân miệng rộng Diêu Thần từng được đánh giá là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn với một lượng fan khủng trên mạng xã hội. Thế nhưng mới đây, một sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng khi báo chí hé lộ bí mật cuộc sống riêng của cô. Theo đó, Diêu Thần đã 4 lần ngoại tình, trong số đó có Tôn Hồng Lôi, khiến chồng của cô, nam diễn viên Lăng Tiêu Túc, muối mặt nên đường ai nấy đi. Thứ hai, Trương Bá Chi. Từng được xem là trưởng môn nhân phái ngọc nữ của làng giải trí Hồng Kông, sự nghiệp danh tiếng và hình ảnh của Trương Bá Chi đã bị hủy hoại khi vướng vào scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy năm 2008. Dù đã nhiều năm qua đi, nhưng cô vẫn chưa trả hết cái giá cho những phút giây trụy lạc của mình khi để cho người tình chụp hàng trăm bức ảnh với những tư thế gợi dục đến sỗ sàng. Trước năm 2013, Đồng Khiết là đại diện cho hình ảnh những nữ diễn viên dịu dàng trong sáng của làng giải trí Hoa ngữ, một phụ nữ xem trọng tình cảm khi kết hôn với một người kém nổi tiếng hơn mình là nam diễn viên Phan Việt Minh. Thế nhưng các fan đã hoàn toàn sụp đổ khi hình ảnh của Đồng Khiết ngoại tình với bạn diễn Vương Đại Trị xuất hiện trên mạng, từ ngọc nữ trong phút chốc rơi xuống thành dục nữ. Thứ tư, Trung Hân Đồng. Mãi đến khi xảy ra scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy, người ta mới biết sự thật về Trung Hân Đồng, cô ca sĩ kiêm diễn viên xinh xắn dễ thương của nhóm Twin, gương mặt thánh thiện bị nhuộm đen bởi những hình ảnh phòng the rất dân chơi. Từ đó đến nay, dù đã cố gắng bước qua vũng lầy đen tối, song sự nghiệp của cô vẫn không thể trở lại như ngày xưa. Thứ năm, Tiêu Thục Thận. Từng được đánh giá là giọng hát tiềm năng của làng nhạc xứ Đài, ngoại hình xinh đẹp gợi cảm được nhiều đại diễn Hoa ngữ chú ý, nhưng Tiêu Thục Thận đã tự tay hủy hoại tương lai của mình bằng làn khói cần sa. 3 lần bị bắt vì sử dụng ma túy đã khiến cho bao nhiêu lời hứa làm lại cuộc đời của cô không còn đáng tin. Khán giả đã hoàn toàn quay lưng với Tiêu Thục Thận. Thứ 6, Diêu Địch. Từ một cô gái bị bệnh tự kỷ, Diêu Địch đã vươn lên trở thành một gương mặt đầy triển vọng của màn ảnh nhỏ Trung Quốc qua các phim như Tân Hồng Lâu Mộng, Khoảng Hôn Thời Đại, Tân Luyến Ái Thời Đại, Thanh Niên Bắc Kinh. Tuy nhiên, trái tim làm mù mắt lý trí, cô đã quyến rũ người đàn ông có vợ là nam diễn viên Văn Chương, từ đó bị khán giả xem là hồ ly tinh, đánh mất đi hình ảnh đẹp. Thứ 7, Y Năng Tịnh. Gắn bó với nhau mười mấy năm, Y Năng Tịnh và Dữ Trùng Khánh, huấn luyện viên The Voice của Trung Quốc, từng được xem là đôi tài tử gia nhân của làng giải trí Đài Loan. Song đằng sau gương mặt hạnh phúc là cuộc sống tình cảm lăng nhăng của nữ giám khảo China Got Talent, mà đỉnh điểm là việc cặp bồ với nam diễn viên Huỳnh Duy Đức nhỏ tuổi hơn.